Phật Không dùng thần thông để tiếp dẫn chúng sanh. Vì sao vậy? Vì yêu ma quỷ quái đều có thần thông. Chúng sanh không có khả năng phân biệt. Vì thế, Phật giáo hóa chúng sanh ngăn cấm việc dùng thần thông. việc này rất có đạo lý nhưng nếu gặp được người còn có sức ảnh hưởng rộng lớn như quốc vương đại thần sức ảnh hưởng của họ rất lớn thỉnh thoảng ở trước mặt những người như thế ngài cũng hiện thần thông đây là trường hợp đặc thù thường thì không có ngoại lệ Bản thân chúng ta phải biết Chúng ta là phàm phu Trong xã hội này Chẳng gây được ảnh hưởng gì Vì thế gặp phải Những chuyện thần thông Chúng ta phải có tâm Cảnh giác cao độ Không thể bị họ lừa Bị họ làm dao động đồng tin chúng ta liền đánh mớ, cứ hội vãng sanh, thế giới cực lạc, vậy thì quá đáng tí, vì thế phải thật tình, chúng ta đi theo kinh giáo, y phá bất y nhân, phật dạy chúng ta xử y phá, pháp là kinh điển, chân kinh trong kinh điển. Cứ sĩ Hà Liên Cư Từ năm bản dịch gấu Còn tồn tại trong Đại Tạng Kinh Hội tập thành một bộ Ngài không hề sửa đổi Lấy một chữ 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 câu câu Đều là kinh văn Trong năm loại nguyên bổn về Hay nói cách khác Kinh là chân kinh Chữ chữ câu câu là do chính Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết ra. Chú giải cũng là chánh tri chánh kiến. Vì sao? Vì niệm lão đã dùng cả thảy 83 loại kinh luận để chú giải cho bộ kinh này. Dùng hết 110 loại Trước tác của Tổ sư Đại Đức để chú giải kinh. Vì thế, bộ chú giải này là chánh tri chánh kiến. Kinh là chân kinh. Nhất định không được nghi hòa không được hoài nghi Chúng ta cứ y theo kinh điển Mà học tập Tính giải hành chứng Tính nguyện trì danh Đời này chắc chắn Sẽ thành tựu Chúng ta phải tin Quyết định không được hoài nghi Bộ kinh này xuất hiện Vào thời đại này thật khó được Bộ này là do Lão Sư Lý Trao cho tôi Trao cho tôi quyển sách này Trước đây ở Đài Trung Lúc Thầy tuyên giảng lần đầu tiên Phân đoạn Thầy đều đánh móc lại Chính là khoa phán Tất cả đều được chú giải ra Chúng tôi gọi đó là mi chú Quyển sách này tôi cũng đã cho in rất nhiều Cúng dường cho mọi người Ban đầu khi tôi giảng kinh Vô Lương Thọ Ở hải ngoại đều dùng mi chú của Đạo Sư Lý Làm bản căn cứ để giảng kinh Làm tư liệu tham khảo Sau khi Lão xử Lý Vãng Sanh quyển sách này Được lưu thông Với số lượng lớn Cả trong và ngoài nước Tôi lại gặp được Chú dạy của Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Chú được quá hay chúng tôi hoan hỷ tháng tháng về sau đi theo chú giải của lão cư sĩ tôi đã giảng quá vài lần sau năm tôi được 85 tuổi tôi bớt bỏ kinh hoa nghiêm không giảng nữa vì chuyên giảng kinh này mục đích chính là cầu sanh tình độ sự lợi lợi tha Làm tấm gương tố cho mọi người Trong tất cả kinh Tôi chọn bộ kinh nào Chỉ chọn bộ này Chỉ chọn khoa chú Của kinh Vô lượng Thọ Cả đời Một lần một dạ Chuyên giảng bộ kinh này Dạng sống lần một là dạng tiếp lần hai Hiện nay tôi giảng khoa chú Lần này là lần thứ tư rồi Tóm lại không rời bộ kinh này Không rời câu a di đà Phật Chúng ta liền sẽ thành tựu Nhất định phải biết Giống như Hải Hiền Lão Hòa Thượng nói Niệm Phật cho tố Cầu sáng tình độ Thành Phật là thật Những chuyện khác Toàn bộ là giả